9 dấu hiệu bất thường thể hiện bạn sắp sang thế giới bên kia cần chú ý ngay lập tức. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị sức khỏe dồi dào, tài lộc như ý. Thưa quý vị, từ xưa đến nay ông bà ta vẫn thường nói: sinh có hạn, tử bất kỳ. Ta nằm trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày để từ một bào thai trở thành một hình dạng con người. Nhưng sinh mệnh của mỗi người ngắn hay dài lại liên quan đến rất nhiều yếu tố. Ví dụ như bệnh tật, tai nạn hoặc những thiên tai nên thường khó có thể dự đoán trước được một cách chính xác. Con người thì ai cũng sẽ già đi và phải đối mặt với cái chết. Trước khi đến với cái thế giới bên kia thì họ đều sẽ có những cái dấu hiệu bất thường có liên quan mật thiết đến với tim, não như là hơi thở, nhịp tim, sắc mặt, hành vi. Mặc dù các triệu chứng này thì không nhất thiết phải giống nhau, nhưng nó có thể được đánh giá bằng một cách quan sát cái sự thay đổi của cơ thể so với bình thường. Vậy các triệu chứng của một người trước khi qua đời thì sẽ có những đặc điểm gì? Sau đây tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị, xin mời quý vị cùng theo dõi. Một người sắp chết thường có 9 cái đặc điểm này, dấu hiệu bất thường bạn cần phải chú ý ngay lập tức. Thật kỳ lạ thì từ xưa đến nay có ai chết 2 lần đâu mà biết trước để rút kinh nghiệm. Thế nhưng có những cụ cao tuổi có kinh nghiệm về chi thiên mệnh, biết trước được cái ngày mất của mình. Mặc dù cái ngày hôm trước vẫn khỏe mạnh, thậm chí có những người còn tính trước được cái giờ mất để đánh điện cho con cháu ra về. Trong trường hợp đó thì gia đình phần nào đã chủ động để chuẩn bị cái tang lễ, nhưng mà những trường hợp đó thì cũng rất là ít. Đối với những người già yếu, có những cái dấu hiệu gì để báo trước cái giờ hấp hối mà chúng ta có thể quan sát được? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một là đổi màu da. Khi cái chết đã đến gần ấy, thì cái việc lưu thông máu trong cơ thể sẽ bị giảm đi. Toàn bộ cơ thể khi ấy sẽ mát hơn và chuyển dần sang cái màu xanh hoặc là màu xám nhạt do máu dưới da lưu thông chậm lại, chứa ít oxy. Ở một số người thì da còn xuất hiện những cái vết lõm đốm màu đỏ hoặc màu xanh. Điều này có thể xuất hiện đầu tiên ở lòng bàn chân. Cái việc hô hấp của họ cũng khó khăn hơn và đôi lúc cái cảm giác không thể thở được. Nhiều người còn có dịch trong phổi khiến cho họ thở khò khè. Thì ngoài ra, 10 đầu ngón tay từ ngoài vào trong cũng sẽ biến đổi với màu sắc từ vàng sang màu xám hoặc màu đen. Nếu màu đen hoàn toàn thì người đó chắc chắn là khó qua khỏi được. Thứ hai, đột nhiên đi đại tiện hay là tiểu tiện không tự chủ được. Do ăn và uống ít hơn nên những người sắp chết thường sẽ đi tiểu và đi đại tiện ít hơn. Một số người có thể bị mất cái kiểm soát về bàng quang và ruột. Họ có cảm giác bối rối, bị kích động hoặc là bồn chồn. Cái điều này có thể do não bộ nhận được ít oxy hơn hoặc cảm nhận được cái sự đau đớn từ cái người thân trong gia đình. Mặc dù có rất nhiều cái bệnh tật dẫn đến cái việc là cái đại tiện, tiểu tiện không tự chủ được, nhưng đối với những người mà sắp chết thì cái việc đại tiện hay là tiểu tiện không tự chủ được nó mang một cái tính đột ngột. Cái điều này chủ yếu do các bộ phận trong cơ thể trước khi chết không được kiểm soát. Đặc biệt là khi đi đại tiện thì phân thường biến đổi màu. Bình thường thì phân có màu hơi vàng hoặc màu vàng, lúc bệnh thì phân có thể chuyển sang màu đen, nhưng sắp chết thì phân sẽ biến thành màu trắng. Hoặc lúc đi tiểu thì không ngửi thấy mùi khai, mà là cái vị chua, đậm đặc. Đây là cái dấu hiệu rất nguy hiểm. Thứ ba là hồi quang phản chiếu. Hồi quang phản chiếu có lẽ là cái hiện tượng thường thấy nhất trong cái cuộc sống. Vốn dĩ người đang bị bệnh nặng ấy thì cơ thể sẽ bị suy yếu và không thiết tha thứ gì. Đột nhiên lại muốn ăn thứ này và uống thứ kia. Ngôn ngữ thì rõ ràng, cười nói rất là sảng khoái, thể hiện cái tình trạng tinh thần vô cùng là tốt, cảm giác giống như là người đó không bị bệnh. Tuy nhiên, tình huống này có thể không phải là cái chuyện tốt, mọi người trong gia đình nên đặc biệt cảnh giác. Thông thường, người bệnh rơi vào cái tình trạng này ấy, khoảng 2 tiếng đồng hồ sau sẽ rất dễ dẫn đến tử vong. Cái hiện tượng này được ví như là cái hình ảnh của ngọn đèn trước khi tắt, ánh lửa sẽ tự nhiên rực sáng. Thứ 4 là thở ra khí lạnh. Thông thường thì những người khỏe mạnh, những người bình thường thì thở ra hơi ấm hoặc là hơi nóng. Nhưng nếu người già yếu thở ra khí lạnh thì điều này có thể là cái điểm báo trước của cái chết. Có thể cho người già hà hơi vào trong lòng bàn tay để cảm nhận. Thứ năm là đôi mắt phản chiếu hình ảnh. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nếu một người nhìn thấy trong mắt của người khác không thấy hình ảnh mình ấy, thì điều đó cho thấy người đó đã cận kề với cái chết rồi. Theo lý thuyết thì đồng tử của con người ấy, như là một chiếc gương. Nó có thể nhìn thấy hình ảnh. Một dấu hiệu khác là dù ở dưới ánh đèn hay là dưới ánh mặt trời thì cũng không thể nhìn thấy cái hình bóng của mình, thì rất có thể người đó đang cận kề với cái chết. Mặt khác, khi một người mà nhìn mình vào trong gương mà không nhìn thấy đầu của mình ấy, thì tức là cái đầu kia đã bị biến mất. Hay người này nhìn mọi người xung quanh hoặc cảnh vật xung quanh không được rõ ràng. Tất cả hình ảnh chung quanh ấy thấy được là rất mờ ảo và thị lực của người này thì dần dần biến mất. Những người có dấu hiệu này thì nhất định dễ bị tử vong trong khoảng 10 ngày. Thứ 6 là không nghe được nhịp đập của cơ thể. Khi mà người bệnh dùng hai tay bịt cái lỗ tai của mình lại
mà không nghe thấy âm thanh của cái năng lượng tuần hoàn lưu trong cơ thể, lưu chuyển trong cơ thể, hay là nghe nhịp đập không có quy củ, thì người này có thể sẽ mất trong vòng 7 ngày. Thứ bảy là một số ảo ảnh dị thường của những người sắp qua đời. Khi người bệnh mà nhìn thấy cái cây có cành lá toàn là màu vàng kim thì sẽ bị chết trong vòng 15 ngày. Khi một người bệnh nhìn mà không thấy thân dưới của mình ý, hoặc không cảm giác được cái thân dưới của mình thì thường sẽ mất trong vòng 5 ngày. Khi một người nằm mộng thấy mình ôm lấy một người chết thì người này chỉ có thể sống được trong vòng 6 ngày. Khi một người mà cảm thấy mình mà đang khỏa thân mà ngồi suy tư với một cái tâm tư rất là phiền não, hoặc trong khi nằm mộng mà họ thấy họ đang khóc thương đến rơi nước mắt cho một người đã qua đời thì người này chỉ có thể sống vỏn vẹn được khoảng 21 ngày là cùng. Khi một người mà thân thể tự nhiên trở nên mập mạp một cách dị thường trong khoảng thời gian ngắn thì người này dễ bị chết trong vòng khoảng 6 tháng. Khi một người mà cảm thấy có một cái lỗ hổng đen trong mặt trời hay là một cái lỗ hổng đen trong mặt trăng thì cái chết cũng đang cận kề với họ. Tiếp theo là khi người bệnh không còn nhìn thấy được cái chót lưỡi của mình thì người này chỉ sống được thêm 3 ngày mà thôi. Khi một người nào đó mà thường ngày keo kiệt, tự nhiên vô cớ lại trở nên thay đổi tính tình, trở nên rất rộng lượng, đại từ đại bi hay ngược lại thì người này chỉ vỏn vẹn sống được khoảng 6 tháng nữa. Người bệnh mà hai tay hoàn toàn mất thính giác thì chỉ sống được khoảng vỏn vẹn khoảng 6 ngày. Người bệnh mà lưỡi hoàn toàn mất vị giác thì sẽ chết trong 5 ngày. Người bệnh hoàn toàn mà mất đi thị giác thì sẽ sống được 4 ngày nữa. Người bệnh mà mũi hoàn toàn mất khứu giác thì thường là mất sau 3 ngày. Thưa quý vị, từ xưa đến nay, cái vấn đề trường thọ hay đoản mệnh vốn được quan tâm và nhận diện qua cái nhân tướng học. Người xưa có câu, sống chết có số, nay sống mai chết thì không thể biết trước được mà ứng biến. Có những người sinh ra sống đến trường thọ, nhưng có những người mà chưa tận hưởng được cuộc sống đã phải lìa đời. Đó chính là chết yểu. Chết yểu hay còn gọi là chết non, mất từ lúc còn trẻ, thường là do ốm đau bệnh tật mà chết. Ở trong cái bộ môn nhân tướng học thì các chuyên gia cũng dựa vào cái nhân tướng, dựa vào cái hình dạng của con người, thì các chuyên gia cũng không khó để quan sát và nhận dạng được cái sinh mệnh của một con người là ngắn hay là dài. Chỉ cần tinh ý nhận diện một số cái đặc điểm sau đây ở một người đàn ông hay là phụ nữ thì có lẽ có thể suy đoán được người đó là có số mệnh dài hay ngắn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, trong nghệ thuật xem tướng mặt thì người ta dựa vào tam đình, thượng trung và hạ đình để luận ra tiền, trung, hậu vận và cả tiền đồ, sức khỏe cũng như là tính cách của một con người, khỏe hay yếu, thọ hay yểu, tất cả đều sẽ được bộc lộ trên khuôn mặt dù ít hay là nhiều, dù mờ hay là tỏ. Muốn nhận diện rõ tướng người thọ hay là yểu mệnh thì các bạn hãy nắm được cái 6 cái nguyên tắc sau đây. Một là thiên trung thấp hãm và lông mày giao nhau tại ấn đường. Khi xem tướng mặt thì người ta có thể chia trán thành 4 phần: thiên trung, thiên đình, tự không và trung chính. Trong đó thiên trung nằm ở trên cùng, các đường chân tóc mà hạ xuống khoảng chừng 1 cm. Thiên trung cách ấn đường vừa gần vừa xa tùy theo từng nhân dạng. Người càng khỏe thì khoảng cách này càng rộng. Đàn ông ai có cái phần thiên trung thấp, hãm, ngắn thì cả đời chật vật vất vả, dễ bị rơi vào cái cảnh là thân cô thế cô, mất cha mất mẹ từ khi rất là sớm. Hoặc là lớn lên thì sự nghiệp cũng gặp nhiều cái trắc trở và cuộc sống thì lại vô cùng vất vả. Nếu thêm cả việc có lông mày giao nhau ấy, tại ấn đường ấy, thì số phận của những người này càng long đong càng vất vả và dễ vướng vào cái họa tù đầy, hay là bị kẻ khác vu oan, giá họa, hoặc là đổi trắng thay đen. Do tâm lý bất ổn, buồn chán, ức chế nên là sức khỏe của những người này kém, dễ bị sa sút, dẫn đến dễ mắc các bệnh hiểm nghèo mà chết yểu. 2. Khí sắc kém, ánh mắt dao động vô định. Xem tướng người đàn ông cần chú ý rất nhiều đến khí sắc và ánh mắt, thần thái và khuôn mặt. Bởi lẽ cánh mày râu ấy, thì người nào có khí sắc càng tươi thì tuần hoàn máu trong cơ thể càng tốt, cái tính tình thì hòa thuận. Không sống thọ thì tối thiểu cũng phải quá là tuổi trung niên thì mới lâm bệnh. Ngược lại, người nào mà có ánh mắt dao động liên hồi, nhìn xa thì thân thiết, gần gũi, nhưng nhìn cận thì lại dao động vô định, đặc biệt dễ có hạn vong niên, nhưng sức khỏe lại không bằng người khác. Những người như vậy thì tuy biểu hiện không bồn chồn, cử chỉ thì đĩnh đạc, nhưng thần thái lúc nào cũng lo lắng, bất an, thiếu sự tự tin và không dứt khoát. Nếu như khí sắc kém, da không hồng nhuận thì dễ có bệnh về đường tiêu hóa hay là bị ngộ độc thực phẩm hoặc là trúng độc nặng mà qua đời. Thứ ba là lòng trắng mắt nhiều hơn lòng đen, thở hồng hộc và không ra hơi. Người đàn ông nào mà có lòng trắng nhiều hơn lòng đen, tức là trong con người chỉ chiếm khoảng 1/3 đến 1/4 cái khoảng không gian của mắt, thì ắt là kẻ khác cha khác mẹ, không được sống gần anh chị em họ hàng hoặc là gia đình ruột thịt. Nếu họ còn có kiểu thở hồng hộc không ra hơi, thở rít lên từng hồi khó nhọc,
Dù không có bệnh gì về mũi, nghe qua cái tiếng ấy thì như là tiếng huyết sáo, như là tiếng thổi kèn, thì ắt người này rất dễ bị mắc về đường hô hấp mà qua đời. Thứ bốn, mặt nhỏ mũi thấp, ăn tham hơn chuột. Xem tướng người đàn ông ngoài xem cái tướng mặt, còn phải xem cả hình dạng đầu, tỷ lệ cái ngũ quan trên gương mặt. Người nào mà có khuôn mặt càng nhỏ, hình dạng như trái táo ta, hai đầu thuôn hẹp, cái phần giữa thì phình rộng ra, mặt thì gầy rơ xương, mũi nhỏ từ sống mũi đến cánh mũi nhưng lại khá thấp đến sát miệng, cộng thêm cái nết ăn uống tham lam thô tục, ăn như chuột nhấm chuột gặm hoặc là cắn liên hồi, thì ắt kẻ đó sẽ sống đời vô định, lang thang phiêu bạt, làm công việc thì không có chủ đích, dễ rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, tứ cố vô thân mà yểu mệnh chết sớm. 5. Giang hô vẩu, giọng nói rít. Một người mà có đặc điểm nổi bật để nhận dạng tướng người thọ yểu, đặc biệt là tướng người đàn ông yểu mệnh, chính là giang hô đi kèm với giọng nói rít. Giang hô ở đây là môi không chùm được qua hàm trên hoặc hàm dưới, bị vẩu bẩm sinh hoặc bị lệch khớp cắn vì nhiều cái lý do. Răng thưa lộn xộn, giọng nói rít cũng là giọng nói khó nghe, hoặc là gì quá cao hoặc là quá nhanh, chói tai nhức óc. Người nào mà tính tình hung bạo, hành sự thì bạo ngược hay nóng giận vô cớ, nếu mà có dáng đi thô kệch loạn choạng thì ắt là người không được thọ mệnh. Thứ sáu là dậm chân mạnh khi đi lại, dáng đi thì thô kệch mà tính tình thì hung dữ. Thì ngoài những cái đặc điểm nhận dạng của những người thọ yểu ở khuôn mặt, thì chúng ta có thể nhận diện được tướng người đàn ông thọ mệnh qua cái dáng đi. Thì người nào mà luôn đi chậm, đi mạnh, dù là đi giày đế bệt hay đi dép đế bằng vân vân, đi trên đất cũng phát ra cái âm thanh to, người cứ đổ về phía trước, hấp tấp vội vàng, cộng thêm cái dáng đi thô kệch, lại đi lại loạng choạng, đi không thành cái đường thẳng, thì ắt là người không được thọ mệnh. Ngược lại, người mà có dáng đi không đến nỗi nào, nhưng mà tính tình hung bạo, hành xử thì bạo ngược hay nóng giận một cách vô cớ, đối xử mất nhân tính với động vật vân vân. Con người thì hiếu chiến, thích gây hấn, thích đi đường ngang ngõ tắt, chứ không rẽ vào cái đường chính đường to, thì đi đêm lắm thì cũng ắt sẽ có ngày gặp ma, dễ bị khẩu nghiệp yểu mệnh mà chết. Thưa quý vị, bên cạnh những tướng mạo của người đàn ông đoản mệnh thì dưới đây còn một số đặc điểm của những người phụ nữ đoản mệnh mà quý vị cũng có thể chiêm nghiệm. Một, mũi gãy khúc. Mũi gãy khúc hay còn gọi là mũi tam loan tỳ, người sở hữu nét tướng này thì thường là đầu mũi lộ ra, đầu mũi to và hai bên mũi thì bị lệch không đều nhau. Về mặt tướng số, những người này có cái tính tình thô bạo nên là thường tích cái bệnh trong người. Về mặt tâm tướng, những người mà có mũi gãy khúc ấy thì sở hữu cái đầu mũi nhỏ nhọn khiến mũi trở thành liệt thế. Người này sống thọ nhất thì cũng chỉ đến năm 39 tuổi, là khó tránh được cái số trời định. Hai, đầu nhỏ, cổ dài, trán nhỏ nhọn và nổi gân xanh. Người có đặc điểm này thì ở phía sau đầu xương hay bị lõm xuống, khi đi hoặc ngồi lúc nào cũng co đầu rụt cổ, giống như là có một cái tinh thần hoảng sợ. Cái phần xương sau bị lõm xuống vì khuyết thiếu đi một cái thứ gì đó, người toàn gân xanh nổi lên khỏi bề mặt da, khiến cho người ta phát sợ hãi. Người này thì cũng sống thọ không quá 25 tuổi. Thứ ba là mắt lồi nhiều lòng trắng và ít lòng đen, mắt lộ rõ cái hung quang. Những người này thì có tính tình khá là nóng nảy, tính khí thì không tốt, mắt lồi lên và có nhiều lòng trắng hay bị người ta nói là mắt trắng dã, nhìn rất là đáng sợ. Những người sở hữu những đặc điểm này thường chỉ sống đến tầm 30 tuổi. Những người mà mắt lộ hung quang thì thường là kiếp trước có quá nhiều cái nghiệp chướng. Bởi vậy nên mới có chuyện là khá nhiều người khá hiền lành, sống lương thiện, nhưng mà khi nhìn vào ánh mắt khiến cho người ta sợ hãi. Nhân tướng học cũng cho rằng những người này phải trả nợ trần gian, nên là chỉ sống được tầm 43 đến 45 tuổi là cùng, là phải trở về với cát bụi. Thứ bốn là lông mày đẹp nhưng mà lại, cái sợi lông mày lại thô, vàng. Những người sở hữu cái cặp lông mày đẹp như tranh vẽ nhưng cái sợi lông mày lại thô và vàng thì không thể sống lâu được. Màu sắc lông mày của những người này thì thường có kiểu khô cứng, héo hon, nhìn sơ xác như là rơm và thiếu đi cái sức sống. Hướng mọc của lông mày thì cũng thường là sệ xuống ở phần phía dưới mắt và khiến cho người ta có cảm giác là lạnh lẽo. Nhân tướng học gọi là lông mày này là lông mày hướng âm ti. Thưa quý vị, mặc dù là thông qua những cái tướng mạo của con người có thể đoán được cái phần nào về sinh mệnh và cái cuộc đời cũng như là số phận của một con người, nhưng chúng ta cũng không nên quá phụ thuộc vào đó mà trở nên bi quan hay là tuyệt vọng, bởi số mệnh con người là do duyên trời định. Quý vị cứ năng tu phước thiện, tránh giữ làm lành, làm những việc thiện, tu nhân tích đức thì quý vị sẽ có thể là thọ hưởng hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.